내가 제일 잘 나가. Cô răng lấy đi cái trụ này đậu xanh Yuka tới mới nổi phi thân kích trầm trong lực lộn đã bỗng nhiên đến bất đồn sống sức rừng là quá nhiều đệ tử vẫn còn tồn tại và có thể hạ ngục được ở đấy hay không, chắc chắn là có. Thế nên cánh chiều hoàn tấn xét thương bởi điện từ trường Morin và đúng chân ở trường ráp và anh ấy buộc phải nằm xuống. Morin bắn rất nhiều lên người đệ tử anh ấy đang núp lùm, anh ấy đang núp lùm, mình biết điều đó là anh ấy đang núp lùm, bắn rất quả cảm đến từ Morin, gấp rất tốt đến từ ráp, nhưng đệ tử hoàn toàn đủ khả năng và kỹ năng xử lý được tình huống này đây. Sắp sửa có được một pha highlight rồi, chắc chắn là như vậy luôn. Đây chính là highlight, một tình huống lộn cái bàn quá tuyệt vời đến từ đệ tứ với quân bài Gòn. Nếu các bạn tin ý, các bạn sẽ dễ dàng phát hiện được rằng anh bạn Tu Len bên team mình là top thách đấu thứ 25, tên là D.A. Xe Ôm. Nhưng mặc kệ đi, chuyện đó bỏ sang một bên, chúng tôi đang chờ để lên để mở một cuộc tổng tiến công đây này. DNH cô ấy đang đứng sai vị trí, cô ấy đang đứng lộn cái bờ rồi. Cô ấy lộn cái bờ quá nhiều, làm trốn rất nhiều, cô ấy đang cố gắng tháo chạy. Mình đang cố gắng bắn lên người TDH. TDH sử dụng tốc biến liên hoàn cung chấp chức đặt công hai thành viên thì bạn Murat lên dễ luôn. Và tôi không nghĩ rằng con số này sẽ dừng lại đâu. Tu Len đang cố gắng tháo chạy, nhưng đây là tên nợ triple kill về cho đệ tử. Một tình huống TNH đi lộn cái bờ và đừng bao giờ đọc ngược lại nhé. Và cô ấy đã phải trả giá cho cái hành động lộn bờ đó. Thế này bị dính ở bên kia, anh ta đã cố gắng chống cự sử dụng xung phong bảo vệ đệ tử đeo vào xe và bắn rất nhiều, bắn nát cả thế giới, nát cả team bạn luôn, hạ ngục thành công băng ga. Và Triệu Vân là thành viên đây triple kill về cho đệ tử, rất là easy đi. Còn John kia, và có lẽ rằng anh ấy là fan của Sừng Tùng hay gì đó, anh ấy thích nghe bài hát lạc trôi và thực sự rằng anh ấy đã bị trôi lạc nơi phương trời nào. Triple kill về cho đệ tử, một câu khẳng định chắc nịch rằng mức độ sống sát thương của John ở thời điểm hiện tại với sự điều khiển của đệ tử là quá khủng khiếp. Giao tranh thực sự nổ ra tại khu vực này. Lý Ngục, Ma Lốc, Hất Tung làm trốn được 3 người, điểm danh chết chóc bắt đầu. Triệu Vân là người đầu tiên, Omega quay tay triệt vọng là người thứ hai, và John chắc chắn sẽ là thành viên thứ ba. Đây chính là con dịch thứ tư vào nồi rồi các bạn ạ. Với một món ăn rất thân thuộc của người dân Việt Nam chúng ta, đó chính là món dịch kho xả. Đệ tử đang lùa team bạn như những đàn dịch hết sức thảm thương các bạn ạ. Và mình vẫn đang đứng từ xa cấu rẽ một mình. Đệ tử đang chấp hết, Omega lao tới khống chế làm trốn rất nhiều cho John bắn. Máu mình mất hết một nửa rồi, buộc phải tháo chạy rùa thôi. Nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi, chỉ là tạm thời. Tên thần từ John rất chuẩn xác, mình chỉ còn 2000 máu thôi. Vẫn tiếp tục cấu rẽ, vẫn tiếp tục bắn. Mình đang cố gắng hack não và hack não thành công John team bạn đi. Bốc hơi một cách quá nhanh à. Và tôi nghĩ rằng con số này sẽ thăng tiến theo thời gian. Triple kill về cho đệ tử. Triệu Vân là người thứ ba. Triple kill. Lữ Bố đang còn đang chống cự nhưng bụng bự rồi em ơi. Qua là kill về cho đệ tử. Có một sự thật là team đệ tử đang hủy diệt toàn bộ những thành viên tiêu bạn với một KDA của đệ tử cực kỳ khủng khiếp. 15-05. Cái trụ đầu tiên bảo vệ nhà chính này chúng tôi đang cố gắng lấy. Đây là Lữ Bố bật chiến thần chủ yếu lên màu mà tôi không có tác dụng gì cả. Tấn công bấm sát rất nhiều người phe đại diện, nhưng có vấn đề là đệ tử đang được bắn, đang được reserve đây này. Double kill về cho đệ tử rồi. Manga đang là đối tượng triple kill, và thậm chí Lữ Bố sẽ tặng cho đệ tử một cái qua là kill. Và tôi muốn nói với những ai là fan của John rằng hãy mang John trở lại đấu trường danh vọng, bởi vì John không có tầm thường và yếu đuối như sức mạnh mà các bạn đã nghĩ. Chúng tôi đang trong quá trình bào máu trụ này đây. Thầy lao tới như một vị thần, sử dụng với gươm thần xung phong đẩy gáp chích núi, hỏi có ăn chuối không em, nhưng gáp không phải BD, nấy không chịu ăn chuối. Zina lao tới kết giới xá lợi ám sát người rap, đệ tử đang được bắn. Double kill về cho đệ tử các bạn ạ. Team bạn đã phạm phải một sai lầm cực kỳ lớn là không để ý tới sự hiện diện của đệ tử, và tôi nghĩ rằng sai lầm này sẽ còn tiếp diễn đây. Benazin đi lạc và triple kill. Chưa bao giờ đệ tử nhận được một cái triple kill rất là đơn giản easy như vậy, và thậm chí có thể là qua là kill này. Rio đang canh lao vào rất quả cảm bằng phong độ gì đó, tấn công ám sát người bao lét, và đệ tử đang cố gắng dứt điểm thành công ở đấy. Qua là kill không chính thức rồi bà con ơi, và thậm chí bao lét cô ấy đang đứng yên, và tôi nghĩ rằng cô ấy đang rất là hoang mang về cái vụ clip chính ghi và tặng cho đệ tử một cái mega kill không chính thức. Hiện tại thì team đệ tử có 2 người AFK, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là sức mạnh của team đệ tử bị giảm đi. Zina đang là đối tượng, Zina đang bị phát hiện, Zina đang lẫn trốn bằng cái kết giới xa lợi tao chạm rừng, nhưng mức độ làm chậm là quá kinh khủng đến từ đệ tử và chấm dứt lấy bằng cái liên hoàn cung đi để mang một thần thánh dành cho đệ tử các bạn ạ. Zero mềm kẹt và đồng nghĩ rằng anh ấy nên dùng dung dịch dạ hương giá chỉ 23.500 đồng mà thôi. Vào đét lấn hơi sâu bởi vì cô ấy AFK mà anh đi xa quá của Sơn Tùng MCB và rap rất tốt đến từ Venasin. Double kill, triple
Bone Skill rồi sao còn hai người nữa mà coi ơi. Thay anh sử dụng cái gươm thật Excalibur không lấy dùng chiếc Axiom lâu vào phong lộng vào giờ đó ca ớt bất cứ qua là kill của đệ tử. Và thậm chí là ca ớt cái mega kill. Đầu xanh Zeal ơi là Zeal trời ơi. Sao tranh nổ ra Zeal sử dụng một đào lao phong độ bưng luôn phong ba Guido bướng này đi chiến không khóa trúng thành công mấy cả Tara đập một bố rất nặng đệ tử đang được bắn một mũi thần thần chấm dứt thành công 2-3 thành viên tiên bạc gì đó double kill triple kill gì đó tôi không biết nữa nhưng cái vấn đề là chỉ còn một mình băng ga trên bản đồ mà thôi bằng mọi giá chúng ta phải ca ớt thành công ở đấy mình còn chiêu cuối bình tĩnh ca ớt thành công các bạn ạ qua là kill về cho đệ tử và tôi khẳng định rằng đây là một trong những tình huống ca ớt thần thánh của đệ tử. Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Liên Quân Mobile Đệ Tử. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bộ series mới về vị tướng John đúng không ạ? Thực sự ngày hôm nay cái giọng mình nó đang bị rất là khàn luôn. Với lại đang trong cái thời kỳ là bị bệnh đó các bạn. Có một lý do mà khiến cho mình phải làm clip ngay. Đó là vì có một anh chàng nọ tên là Khang. Vợ anh mới đẻ và đẻ một đứa con. Ảnh được lên chức cha lần đầu tiên và anh ấy là một fan chân chính của đệ tử Đậu Xanh đó. Vợ đẻ không lo đi coi kênh video đệ tứ nữa. Đúng là fan chân chính đúng không anh em. Và anh ấy rất là khao khát muốn mình làm một cái clip gì đó tặng anh ấy nhân cái ngày anh ấy lần đầu tiên được lên chức cha. Và mình cũng cảm nhận được tấm lòng chân thành của anh ấy, cho nên mình cần phải làm clip ngay. Mình hỏi anh ấy làm tướng gì, anh ấy bảo là làm John. Và có thử một cái thẻ đổi tên luôn, kêu mình đổi tên bất kỳ cho anh ấy. Và bây giờ mình đổi tên là Sun Gokhead nè. Đó. Và không biết anh ấy có thích tên này hay không, chuyện đó là chuyện của anh ấy. Nhưng dù sao cũng đã đổi rồi ha. Có một chuyện cũng khá là thú vị là như thế này. Có nhiều bạn nhắn tin comment bảo rằng với chất giọng như thế này của đệ tử rất phù hợp với những mẫu chuyện kinh dị, chuyện ma. Vâng, và theo ý kiến các bạn ngày hôm nay mình sẽ kể một mẫu chuyện ma nhưng ở cuối clip nha các bạn. Chuyện đó gác sang một bên đi. Giao tranh diễn ra, Ten đang cố gắng dồn sát thương lên người Venusin. Venusin buộc phải gục ngã. Nhưng cái vấn đề ở đây là Ten anh ấy đang rất trâu nhờ cái nội tại của mình. Và đệ tử đang cố gắng bắt buộc cho anh ấy đọc tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Có anh em nào đọc tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố chưa? Đây là một tác phẩm nó nằm trong chương trình giáo dục luôn đó, rất là hay ha. Đang xảy ra cuộc solo kill giữa hai Zeal với nhau. Zeal team bạn đang đánh Zeal team mình, Zeal team mình đập lại Zeal team bạn. Phía sau chính là Violet của Zeal team mình. Zeal team bạn sử dụng phong độn tấn công lên người Zeal team mình. Zeal team mình sử dụng phong độn phong đào để truy sát Zeal team bạn. Cả hai Zeal vẫn đang cố gắng cuồng nhây. Đệ tử đang đến chấm dứt thành công Zeal team bạn, bảo vệ thành công Zeal team mình. Điểm hạ ngục thứ hai dành cho đệ tử rất là easy. Bây giờ chúng ta sẽ nói sơ lược về vị tướng John nè. Thế các bạn đánh giá John có phải là một vị tướng mạnh không ạ? Theo quan điểm đánh giá cá nhân của mình á, John chỉ thực sự mạnh khi các bạn có được những người đồng đội tốt. Những người đồng đội tốt là như thế nào? Là họ biết chơi những vị trí đỡ đòn, hỗ trợ, tanker như thế nào đó xoay quanh cái xạ thủ. Ví dụ như là Ten nè, Skirt nè, Elite nè, Seniel nè, hoặc thậm chí có thể là Ra Quỳ Dương, những cái vị tướng nào mà có thiên hướng đẩy đẩy đó Vương đó. Một khi mà có kẻ địch nào tiếp cận John, khi mà giao tranh xảy ra chắc chắn thì họ sẽ cố gắng đập những xạ thủ với lại pháp sư trước, rồi mà xạ thủ là ưu tiên ha. Đập xạ thủ trước thì những vị tướng đó sẽ cố gắng bảo kê John hết mức có thể, sẽ cố gắng đẩy ra. Đó, khi đó thì sức mạnh của John mới thực sự là mạnh mẽ được. Các bạn để ý những giải đấu chuyên nghiệp đó, dạo này họ thường mang John ra thi đấu đúng không? Và bao giờ trong đội hình của họ cũng có những vị trí hỗ trợ và đỡ đòn cực kỳ tốt luôn. Bởi vì sao mà họ lại đem John ra mà không mang Violet hay là những vị tướng khác? Thì nó tùy thuộc vào cái đội hình của team bạn thôi. Cái này mình sẽ đề cập chuyên sâu hơn ở những cái clip kế tiếp nha. Bây giờ chúng ta chỉ nói ở mức đơn giản thôi. Đó là cái chiêu cuối của John cực kỳ bá đạo. Không một đối phương nào có thể chạy thoát được khi lượng máu còn dưới 1.500 máu. Phải khẳng định là như vậy luôn. Với lại bạn cộng một chút may mắn nữa thôi. Khi mà các bạn đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp rồi thì chắc chắn một điều bạn sẽ cực kỳ tỉ mỉ trong cái công đoạn, đó là dùng chiêu cuối này. Mình dám khẳng định như vậy luôn đấy. Và chắc chắn là như vậy rồi. Bởi vì sai một ly là đi một dặm mà đúng không? Cái thời gian hồi chiêu của John nó không phải là quá lâu, nhưng mà nó cũng không phải là quá nhanh. Vì vậy chúng ta cần phải chăm chút cho nó thật kỹ mới có thể phán đoán và bắn trúng tức định, dứt điểm một cách easy và đẹp mắt được đúng không ạ? Có một điều lưu ý là như thế này, khi các bạn từ mức rank kim cương trở xuống các bạn có thể sử dụng John để đi rừng. Nhưng khi các bạn ở mức rank cao hơn, cao thủ, thách đấu gì đó, các bạn chơi John các bạn phải dùng tốc biến nha. Ở đây mình dùng từ phải nha các bạn, phải nó mang yếu tố là bắt buộc nhá, nhớ điều đó.
Brad thì mình đang một mình chấp hai dính vải xung phong và Excalibur đến từ Thành lấy hết 1000 máu của chúng tôi. Anh ấy đang là tấm khiên cho Sun Goket được bắn. Sun Goket vẫn đang được bắn và chấm dứt thành công Thành, đó là một điều hiển nhiên. Và Violet cô ấy đang đi lộn cái bờ rồi và khẳng định như vậy đấy, đang chạy mát ghê với vận tốc của một đứa chậm chó à. Và chậm chó tất nhiên thì cũng sẽ bị té xe mà thôi. Chính xác là như vậy và cô ấy đã phải nằm xuống. Đếm an ngục dành cho Sun Goket. Chúng ta sẽ nói sơ lược về bộ kỹ năng của vị tướng Yon nào. Cái nội tại của Yon nó mang tên là vô tận tên, nghĩa là cái đòn đánh thường thứ 5 nó sẽ kích hoạt được cái nội tại này, gây một lượng sát thương vật lý và bắn ra nhiều cung tên thôi. Nó đơn giản là như vậy thôi. Cái chiêu đầu tiên của Yon mang tên là tên nổ. Yon sẽ kích hoạt và khóa tại một vị trí nào đó những kẻ địch nào chúng chiêu thì bị chấu chân trong khoảng thời gian là 1 giây. Sau đó chúng ta sẽ được tiếp tục kích hoạt cái nội tại vô tận tên nha. Chiêu thứ hai của Yon mang tên là mưa tên, thì Yon nó sẽ triệu hồi một cái vùng chỉ định gây ra những cái bão tên trong đó. Và sau khi dùng chiêu này chúng ta sẽ tiếp tục được kích hoạt cái nội tại là vô tận tên ha. Và chiêu cuối cùng đó chính là tên thần rồi. Đây là một bộ kỹ năng cực kỳ bá đạo của Yon, các bạn ai cũng biết đúng không? Chúng ta sẽ được bắn xuyên bản đồ luôn. Và lưu ý điều này, hãy nhắm thật kỹ trước khi bắn nha các bạn. Cần phải nhắm thật kỹ nha. Zeal team mình đang muốn tạo một pha highlight gì đó và có vẻ như anh ấy chưa đủ khả năng làm điều đó. Không phải là có vẻ nữa mà là chắc chắn các bạn ạ. Team bạn vẫn đang canh, Zeal team bạn đang tới, Zeal team bạn đang tới, sử dụng phong đao đi đâu về em. Và anh ấy sẽ phải trả giá đắt cho cái hành động dại dột đó. Then ủ tới bằng cái xung phong rất chuẩn xác và anh ấy không phân biệt được số 6 với lại số 9 các bạn ạ. Anh ấy không có Excalibur thì anh ấy chỉ là một bao cát di động mà thôi. Anh ấy đang lãnh chịu hàng tấn sát thương đến từ đệ tứ và buộc phải lên bảng. Đệ tứ đang khiến cho anh ấy có được cái kinh nghiệm cho lần sau. Có một điều lưu ý dành cho các bạn là như thế này, hãy cố gắng hạn chế giao tranh. Như các bạn biết, sức mạnh của một xạ thủ chỉ thực sự phát huy hết tác dụng và tối đa của nó là khi về giai đoạn cuối game. Hãy cố gắng chờ đến cuối game đi, khi đó bạn mới thấy được sức mạnh cực kỳ khủng khiếp của anh chàng Yon này. Nó rất là bá đạo, không tầm thường như những gì bạn nghĩ đâu. Và khi mà có giao tranh xảy ra, các bạn hãy cố gắng đứng phía sau những vị trí tăng cơ đỡ đòn để cho họ có thể support hỗ trợ cho chúng ta. Đó là khi ở mức rank kim cương nha. Ở mức rank kim cương anh em lưu ý là cần phải sử dụng tốc biến nha, mình lát nhắc lại lần thứ hai đó. Và khi mà các bạn ở mức rank từ kim cương trở xuống thì các bạn có thể sử dụng Yon với vai trò là đi rừng. Ở đây mình sử dụng Yon với vai trò là đi rừng tại vì nick của anh Khang á là đang ở mức là bạch kim 1 thôi. Vì vậy chúng ta có thể thoải mái sử dụng Yon rất là đa dạng, không có gì phải suy nghĩ nhiều cả ha. Mình nhắc lại lần nữa, khi giao tranh xảy ra hãy cố gắng đứng ở những vị trí phía sau tăng cơ đỡ đòn là cái thứ nhất. Thứ hai là núp vô bụi cỏ. Và thứ ba là đứng sau những cái vách núi địa hình như thế này nè. Nó sẽ là một cái trở ngại và khó khăn cho team bạn, cho cái việc là tiếp cận đến chúng ta đó. Hãy cố gắng nhé. Ten và Benazin đang rất tự hào, tự cao, hồ hởi về cái thành quả mình đạt được. Các bạn ấy đang trong sự vui sướng gấp rất tốt đến từ Rap. Và Ten đánh chiều hàng tấn sát thương bởi cái đúng chuẩn lên bảng ngay và luôn đi. Benazin chưa chịu về, anh ấy đang cố gắng chống cự, đang cố gắng chống cự nhưng bụng bự rồi em ơi, lên bảng ngay và luôn bởi tên thần. Tại một chi tiết khác, Zina đang cố gắng đả sát thương lên người Benazin. Benazin buộc phải nằm xuống. Diều đang đến báo thù cho Benazin, có báo thù được không? Sử dụng phong độ, phong đao gì đó một cách liên tục. Đệ tử đang đến, bình tĩnh em ơi, come on baby. Goodbye lên dĩa ngay và luôn, không nói gì nhiều. Về phần bản ngọc mình ép như sau nè các bạn. Ngọc đỏ mình lên tỷ lệ chí mạng là 1.6%. Ngọc tím mình lên là hút máu 1.6%. Mình nói rồi, những vị tướng xạ thủ đa phần các bạn phải lên hút máu nha. Phải lên hút máu. Bởi vì sao à, có hút máu bạn mới tạo được những pha ảo diệu, highlight, gánh tim này nọ các kiểu. Hãy nhớ có một số bạn mình thấy họ không chú trọng gì đến hút máu đó. Đó là một sai lầm cực kỳ lớn nha. Hãy cố gắng lên cho mình viên hút máu nha. Và cuối cùng là ngọc lục, chúng ta sẽ lên là công vật lý với lại xiên giáp. Về phần bản ngọc 2 nó đơn giản lắm, các bạn chỉ cần chọn ngọc như thế nào mà có những yếu tố tốc đánh, chí mạng, hút máu và xuyên giáp là thích hợp với cái vị tướng Yon này. Chúng ta lại tiếp tục gặp Ten và Benazin các bạn ạ. Lần này các bạn ấy chọn phương án rút lui. À không, các bạn ấy chơi kéo hội đồng. Zina lao vào kết giới xa lợi, định chơi trò chơi quyết tử cho tổ quốc quyết sinh nhưng cũng phải nằm. Zil lao vào phong độ bật luôn vòng 3, chấp nhất thành công Violet. Nhưng cái vấn đề là đệ tứ đang được bắn, Excalibur không có sát thương, đệ tứ còn 1000 máu, vẫn đang cố đánh rỉa từ xa mà thôi. Zil đang cố đánh chơi trò chơi câu giờ cho đệ tứ bắn. Đệ tứ đang cố đánh bắn rất nhiều nhưng vấn đề ở đây là tầm bắn là chưa đủ đi.
Diêu đang cố gắng câu kéo thời gian cho đệ tử bắn. Đệ tử đang cố gắng bắn lên người Vedasin, nhưng lượng sát thương và tầm bắn là chưa có đi. Thèn đang cố gắng chống cự, Thèn đang lấy sử dụng gươm đần một cách liên tục luôn. Thèn đang cố gắng chạy, nhưng cái vấn đề Vedasin ở phía sau lưng và bắn. Vedasin đang bị trụ bắn, Thèn bị gấp rất tốt và lên bảng ngay và luôn. Và bây giờ đệ tử sẽ cho Vedasin chứng kiến và ngưỡng thức cái mùi tinh thần để mà ngục thần thánh dành cho đệ tử. Diêu lao vào bật phong ba hạ ngục thành công vào đấy. Siêu việt dành cho anh ấy, một tình huống lộn cái bàn quá tuyệt vời đến từ team của Sun Gokhan. Rồi bây giờ sẽ là thời gian dành cho quảng cáo. À các bạn ơi, mình có tạo một cái fanpage cho đệ tử đó, đó chính là đệ tử We Are Family. Các bạn có thể lên Facebook và nhập từ khóa đệ tử We Are Family, hoặc cũng có thể nhập từ khóa blv.đệ tử, nó sẽ ra fanpage của chúng ta. Hiện tại chúng ta đã được 100.000 subscriber, sẽ có được nút bạc. Khi có nút bạc chúng ta sẽ mở một kỳ run. Và con số kế tiếp mà chúng ta hướng tới đó chính là 1.000.000 subscriber. Mình tin chắc rằng với sự ủng hộ từ các bạn và khả năng của tất cả chúng ta sẽ có thể hướng tới được con số 1.000.000 hoặc thậm chí là 10.000.000 subscriber. Giao tranh nổ ra gấp cực tốt đến từ rap thì mình, một câu hỏi đặt ra là tại sao lại gấp cái gã trâu bò này mà lại không gấp những sát thương chủ lực chứ hả? Nhưng dù sao Ten cũng sẽ phải nằm xuống theo này. Còn Zina, anh ấy đang nghe bài hát tao là linh xe ôm đàn em của tao cho điên, một mình tao chấp hết. Và thực sự anh ấy đã chấp hết và anh ấy trở về với nghĩa địa bình yên. Jill đang cố gắng tấn thủ bao vây cái trụ, Violet cô ấy AFK và cô ấy buộc phải nằm xuống theo này. Đó là một thành công của Jill đấy. Nhưng vấn đề là Jill có về được hay không đây? Đệ tử có tinh thần, dùng tinh thần chấm dứt tấn công anh ấy. Violet cô ấy đang thập thỏ tại khu vực đó, và rồi cô ấy cũng buộc phải tháo chạy rùa mà thôi. Tại một chi tiết khác, Vedasin đang đẩy, Vedasin đang cố ráng và ước mong là đẩy được cái trụ cuối cùng của nhà chính đệ tứ. Có đẩy được không? Diêu đang tới và mình nghĩ rằng anh ấy có đủ khả năng làm điều đó. Mỗi cổ đau họng quá bà con. Chúng tôi đang trong quá trình bào máu trụ đầy đây. Thèn lao tới như một vị thần, sử dụng cái gươm thần xung phong đẩy gáp chích núi. Hỏi có ăn chuối không em? Nhưng gáp không phải BD, lấy không chịu ăn chuối. Zina lao tới kết giới xá lợi ám sát người rap đệ tứ đang được bắn. Double kill về cho đệ tứ các bạn ạ. Team bạn đã phạm phải một sai lầm cực kỳ lớn là không để ý tới sự hiện diện của đệ tứ. Và tôi nghĩ rằng sai lầm này sẽ còn tiếp diễn đây. Vedasin đi lạc và triple kill. Chưa bao giờ đệ tứ nhận được một cái triple kill rất là đơn giản easy như vậy. Và thậm chí có thể là qua là kill này. Diêu đang canh, lao vào, rất quả cảm bằng phong độ gì đó. Tấn công ám sát người bao lét. Và đệ tứ đang cố gắng dứt điểm thành công ở đấy. Qua là kêu không chính thức rồi bà con ơi. Và thậm chí Violet cô ấy đang đứng yên. Và tôi nghĩ rằng cô ấy đang rất là hoang mang về cái vụ clip chính ghi. Và tặng cho đệ tứ một cái mega kêu không chính thức. Thèn định làm gì đây? Lao tới, sử dụng xung phong Excalibur. Nhưng vấn đề là Excalibur không còn thấm thía gì đối với đệ tử. Và anh ấy chấp nhận hy sinh các bạn ạ. Zina lao tới kết giới xá lợi. Trời ơi nhìn kìa, lượng máu đấy tụt một cách khủng khiếp các bạn ạ. 19-04 rồi. Vedasin lao tới gấp rất tốt và triple kill về cho đệ tử. Triple kill rồi sao, quá nhanh các bạn ạ. Và tôi chưa từng nghĩ là tôi có được một cái triple kill chỉ có vài giây như vậy thôi đó. Siêu lao tới định tặng cái qua là kill gì đây. Sử dụng phong đao rất chuẩn, lao vào phong độ bật luôn phong ba lên bảng ngay và luôn. Wala kill đậu xanh chỉ là thần thánh thôi à. Wala kill không chính thức rồi. Mega kill không chính thức nha các bạn. Quá là đơn giản đi. Một mình đệ tử cần hết các bạn ơi. Nhưng cái vấn đề ở đây là đệ tử đang bị đau họng. Và tôi xin phép các bạn uống miếng siêu nước nha. Hai ông nội này AFK đi theo mình suốt luôn. Thèn làm gì đây? Thèn không chịu về, lao đến dính khỏi cái khóa rồi. À đây buộc phải tháo chạy. Rồi, hiện tại thì team đệ tử có hai người AFK, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là sức mạnh của team đệ tử bị giảm đi. Zina đang là đối tượng, Zina đang bị phát hiện, Zina đang lẫn trốn bằng cái cơ sở xa lợi tháo chạy. Nhưng mức độ làm chậm là quá kinh khủng đến từ đệ tử và chấm dứt lấy bằng cái liên hoàn cùng đi. Để mang một thần thánh dành cho đệ tử các bạn ạ. Zero mẹp kẹt và đồng nghĩ rằng anh ấy nên dùng dung dịch dạ hương giá chỉ 23.500 đồng mà thôi. Vào đét lấn hơi sâu bởi vì cô ấy AFK mà. Anh đi xa quá còn sân tùng MCB và rap rất tốt đến từ Vedasin. Double kill, triple kill rồi sao còn hai người nữa bà con ơi. Thèn sử dụng cái gươm thần Excalibur không lấy dùng gì cả. Zero lao vào phong động vào giờ KS bất cứ qua là kill của đệ tử và thậm chí là KS cái mega kill. Đậu xanh Diêu ơi là Diêu, trời ơi. Rồi bây giờ á, cái nhà chính team bạn á, nó sắp trở thành một cái sân bay Cần Thơ rồi anh em ơi. Đây là cái trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng rồi. Chúng ta chỉ việc đập thẳng vô cái nhà chính team bạn và giành chiến thắng mà thôi.
chiến thắng là 99.9% rồi. Zina đã được hồi sinh rồi, có cả Zil nữa. Tích dẫn rất tốt bằng cái phong đao, lao vòng độ bật luôn phong ma, nhảy rất ảo diệu, nhưng cũng phải nằm xuống mà thôi các bạn ạ. Venusian đang tới, làm chốn rất nhiều lên người Zil. Zina bật kết giới xả lời ám sát đệ tứ đầu xanh, đệ tứ đang khinh địch. Và đệ tứ đã phải trả giá một cái giá cực kỳ đắt. Phong đao đến từ Zil không có sát thương. Cái nhà chính kìa, đập nhà chính đi bà con ơi. Team đệ tứ đang tan rã. Bây giờ chúng ta sẽ quyết định bán cái dài đi và mua cái liềm đột mệnh đi. Lên cái liềm đột mệnh. Oh my god, chiến thắng rồi. Vâng, và video đệ tử đến đây kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu cảm thấy video hay bổ ích, các bạn đừng quên nhấn like and subscribe ủng hộ kênh mình nha. Và một lần nữa, nếu là fan chân tín đệ tử, hãy share video này cho mọi người cùng biết. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến video sau. Alo, đang kể chuyện ma cho fan nghe. Xíu nữa hãy liên hệ nha. Rồi, ok. Lần đầu tiên, Vân tận mắt chứng kiến một người chết cách đây hơn một năm. Chứng kiến một người chết có nghĩa là đang nhìn họ ở cõi sống, đột ngột bước sang thế giới bên kia. Đó chính là ông Thọ. Thực ra Vân với ông Thọ chẳng quen biết gì nhau. Chẳng qua ông Thọ là tài xế lái xe buýt chở Vân đi làm hàng ngày. Nhưng cái điều đáng nói ở đây là cái chết của ông Thọ lại nằm ngay trên tay Vân. Và từ đó trở đi, lúc nào Vân cũng ám ảnh, như là hồn ma của ông Thọ không siêu thoát, luôn đi theo Vân mỗi ngày, cũng như là mỗi đêm. Bao lần Vân đi làm, luôn thấy hình ảnh của ông Thọ đang ngồi trên chiếc xe buýt, nhưng nhìn lại thì không thấy gì. Buổi tối, Vân đi làm về, cảm giác như có một người nào đó đang theo dõi. Và nửa đêm, thức giấc, Vân lại có cảm giác như một người đàn ông lạ nào đó đang nằm kế cạnh bên mình. Nhưng Vân quay sang thì lại không thấy gì. Đêm nay đã 12 giờ khuya. Bỗng dưng trời đổ một cơn mưa thật to. Tiếng chó văng vẳng của hàng xóm vang lên từng hồi. Và Vân suy đoán rằng chó là loài vật có thể nhìn xuyên thấu màn đêm. Bỗng một lúc Vân nghe thấy tiếng móng tay của ai đó đang cào cào gõ gõ ngoài cửa sổ, như tiếng kêu oai oán của một hồn ma chưa siêu thoát. Vân giật mình và lo sợ, nhưng lấy hết can đảm của mình, Vân giật mạnh rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Quả thật, Vân nhìn thấy ông Thọ đang đứng nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy uất hận, mình mẩy đầy máu me, giống như lúc ông ấy bị tai nạn, rồi ông ấy lẳng lặng bỏ đi. Chưa kịp hoàn hồn, Vân nghe thấy tiếng âm thanh lợp cộp bên trong nhà tắm, và Vân cứ nghĩ là con mèo hay là một cái thứ gì đó bên trong đó mà thôi. Vân mở mạnh cửa nhà tắm, nhìn vào bên trong nhà tắm thì quả nhiên là Vân không thấy gì. Vân nghĩ là mình quán gà nên cố tình rửa mặt cho nó tĩnh tâm lại. Vừa rửa mặt xong, Vân ngước mắt lên nhìn vào trong gương. Vân kinh hãi hét lên bởi cái gương mặt xám xịt của ông Thọ đang nhìn...